Thưa quý vị, tàu cá với 4 ngư dân bị chìm tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã được lực lượng của Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Cô Tô kịp thời cứu nạn thành công. Theo đó, đêm 8 tháng 10, nhận được tin báo có một tàu đánh cá vỏ sắt bị mắc cạn và đắm tại vùng biển phía nam đảo Cô Tô Con. Trên tàu có 4 ngư dân, trong đó ông Vũ Quang Triệu, sinh năm 1975, ở phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, làm thuyền trưởng, theo thông tin từ thuyền trưởng, tàu đánh cá vỏ sắt có chiều dài 21m, rộng 4,2m. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc dẫn tới sóng to gió lớn, tàu đã bị mắc cạn và bị đắm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện đảo Cô Tô đã bố trí lực lượng, phương tiện tiếp cận tàu bị nạn, đưa toàn bộ 4 ngư dân vào bờ an toàn và bố trí nơi ăn nghỉ cho họ. Hiện sức khỏe tinh thần của các ngư dân đã ổn định.